Sáng ngày 24 tháng 3, Ủy ban Nhân dân quận tổ chức hội nghị triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xóa quảng cáo giao vặt trái quy định trên địa bàn quận năm 2022. Đồng chí Phan Lương Thụy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận chủ trì hội nghị, tham dự có lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan các phường thuộc quận. Với tinh thần vì sức khỏe sinh mạng của người tham gia giao thông, Ủy ban Nhân dân quận triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, bám sát chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo kế hoạch, từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4, từ quận đến phường sẽ tập trung tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông, đảm bảo trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4, quận sẽ tổ chức đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự đường hè, trật tự công cộng, trong đó tuyến đường Trường Chinh được lựa chọn làm điểm. Sau Trường Chinh, các lực lượng của quận và phường sẽ tiếp tục lập lại trật tự đường hè tại các tuyến đường, khu vực còn lại trên toàn địa bàn. Cũng trong năm 2022, quận chỉ đạo tăng cường xóa quảng cáo giao vặt trái phép. Ngoài việc hàng tháng tổ chức xóa định kỳ, thì các lực lượng liên quan sẽ phối hợp tổ chức 3 đợt cao điểm vào các dịp ngày lễ kỷ niệm lớn. Ngoài ra, quận cũng sẽ xây dựng hệ thống bảng giao vặt miễn phí với mục tiêu mỗi tổ dân phố có từ 1 đến 3 bảng giao vặt thay thế. Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Lương Thụy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận yêu cầu các phường căn cứ kế hoạch của Ủy ban Nhân dân quận để chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn, tập trung giải quyết các tồn tại trên địa bàn, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận nhấn mạnh cần đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu, ủng hộ chủ trương lập lại trật tự đường hè, trật tự công cộng và tự giác thực hiện. Khi tổ chức ra quân, lực lượng chức năng phải làm quyết liệt, đồng bộ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định.